Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành công văn thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện, bao gồm cấp xã theo quy định tại Nghị quyết 103 ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ để thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 trên địa bàn. Trường hợp kinh phí thực hiện vượt quá 50% dự phòng ngân sách cấp huyện, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp gửi cho Sở Tài chính. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để báo cáo tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu.